Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định 187 về thực hiện ngầm hóa lưới điện các tuyến đường nội thị giai đoạn 2021-2025 đến hướng đến năm 2030 nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách về việc hạ ngầm hệ thống đường dây điện các viện thông đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng thực hiện ngầm hóa lưới điện kết hợp với ngầm hóa hệ thống điện chiếu sáng các viện thông truyền hình trên 12 tuyến đường nội thị thuộc địa bàn quận Hải Châu, gồm Hùng Vương, Lý Thế Tổ, Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Ông Bích Khiêm, Hoàng Diệu, Nguyễn Chí Thanh, Yên Bái, Thái Phiên, Trần Quốc Toản, Phạm Hồng Thái, Phan Đình Phùng, với tổng khái toán vốn đầu tư gặp hóa là 324,6 tỷ đồng. Từ năm 2026 đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng thực hiện gầm hóa lưới điện hiện hữu kết hợp với gầm hóa hệ thống điện chiếu sáng, các viễn thông, truyền hình trên 15 tuyến đường thuộc địa bàn quận Hải Châu, gồm Lê Hồng Phong, Lê Đình Dương, Hoàng Phan Thụ, Lê Tự Trọng, Quang Trung, Phan Bội Châu, Trần Quy Cáp, Hải Phòng, Đống Đa, đường 3 tháng 2, Ba Tơ, Nguyễn Thiện Minh Khai, Ngô Gia Tự, Trường Được Vương, Trưng Được Vương với tổng kế toán vốn đầu tư gầm hóa là 304,9 tỷ đồng các khu đô thị mới không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố bắt buộc phải thực hiện gầm hóa lưới điện kết hợp với gầm hóa hệ thống điện chiếu sáng các viễn thông truyền hình đi trong hào kỹ thuật hoặc tuyên nên kỹ thuật